Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ảnh hưởng của Trung Quốc, phủ bóng chuyến thăm Lào và Campuchia của Tô Chủ tịch Ngày 11 tháng 7, BBC Tiếng Việt bình luận, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Lào và Campuchia, điều gì đáng chú ý? Theo đó, Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến công du Lào và Campuchia từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7. Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết Mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào được xác định là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa những người đồng chí anh em. Nhiều đời Chủ tịch nước như Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, võ Văn Thưởng đều chọn Lào làm điểm đến đầu tiên. Ông Tô Lâm cũng không đi chạch ra khỏi truyền thống ấy. Điều này khẳng định sự coi trọng của Hà Nội đối với đất nước láng giềng phía Tây. Theo BBC, mối quan hệ gần gũi giữa Lào và Việt Nam trước hết là quan hệ chính trị xuất phát từ thời Pháp Thuộc và với việc các đảng Cộng sản đều lên nắm quyền, mối quan hệ gần gũi ấy duy trì tới ngày nay. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết, trong những năm gần đây, sau khi Trung Quốc triển khai mạnh mẽ, sáng kiến vành đai và con đường, thì Lào trở thành một trong những mắt xích quan trọng của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Với quan hệ kinh tế được tăng cường, kéo theo quan hệ chính trị và cả an ninh quốc phòng. Trong thời điểm Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm ở thăm Lào, quân đội Trung Quốc và Lào đang tổ chức một cuộc tập trận chung gần Vinh Trăng. BBC đánh giá, trong bối cảnh Việt Nam có nhiều mâu thuẫn với Trung Quốc, đặc biệt là các vấn đề ở Biển Đông, thì việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở Lào hẳn khiến Việt Nam không được thoải mái. Và đây là hình lễ đón Tô Chủ tịch tại Lào. Trong khi đó vẫn theo BBC, Việt Nam dường như không có được một mối quan hệ êm đẹp với Campuchia. Bất chấp Việt Nam luôn nhấn mạnh tình hữu nghị giữa hai nước thì mối quan hệ Campuchia và Việt Nam tồn tại nhiều xung đột ngầm và trong mối xung đột ấy, vai trò của Trung Quốc cũng hiện lên rõ rệt. BBC cho hay, ông Tô Lâm tới thăm Campuchia. Trong bối cảnh chỉ còn hơn 3 tuần nữa là Campuchia khởi công xây kênh đào Phù Nam Techno do nhà thầu Trung Quốc thực hiện. Trong thời gian qua, con kênh Phù Nam Techno là chủ đề của nhiều tranh cãi căng thẳng giữa Việt Nam và Campuchia. Theo đó, BBC cũng cho hay, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã liên tục lên tiếng đề nghị Campuchia công khai đầy đủ thông tin để có thể đánh giá các tác động môi trường trước khi khởi công. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Sen và con trai của ông là Thủ tướng Hun Manet liên tục khẳng định đây là chuyện nội bộ của Campuchia, do đó nước này không có nghĩa vụ công bố với bên nào cả. BBC nhận xét, một mối quan ngại khác về vai trò của Trung Quốc tại Campuchia là căn cứ quân sự tại cảng Rim, địa điểm chỉ cách đảo Phú Quốc của Việt Nam chừng 30 km. Và đây là hình lễ đón tô chủ tịch tại Campuchia. BBC dẫn chia sẻ của giáo sư Alexander từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương cho rằng Trung Quốc từ đó sẽ tạo sức ép cho Việt Nam thêm hai mặt trận là biên giới phía Bắc và biên giới phía Tây, đặc biệt với Campuchia không kể thêm Lào nữa. BBC cũng dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Bolin từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho rằng Tôi nghĩ cả Việt Nam và Thái Lan đều ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc tiến hành do thám từ căn cứ này. Điều này mang tính chất nghiêm trọng hơn đối với Việt Nam, vì Việt Nam đã phải đối mặt với các mối đe dọa của Trung Quốc từ hai mặt trận, từ biên giới trên bộ và từ biển Đông như tại quần đảo Hoàng Sa. Có một mặt trận thứ ba bị Trung Quốc do thám từ phía Nam là một vấn đề cho Việt Nam khi lực lượng quân sự Việt Nam cảm thấy bị bao vây. BBC cho rằng trong thời gian qua, Việt Nam luôn ra sức giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với Campuchia. BBC bình luận, chuyến thăm của ông Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh những mâu thuẫn ngầm giữa Việt Nam và Campuchia từ lịch sử xa xưa, giờ lại thêm các mâu thuẫn mới như kinh đạo phù nam là một nỗ lực giúp Việt Nam nếu giữ các ảnh hưởng ở Campuchia. Tuy nhiên, có thể thấy tầm ảnh hưởng của Việt Nam đang dần trở nên yếu đi trước sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ảnh hưởng của Trung Quốc phủ bóng chuyến thăm Lào và Campuchia của Tô Chủ tịch Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Sư Minh Tuệ xuất hiện trở lại sau lần mất tích thứ hai. Ngày 12 tháng 7, BBC cho hay sự Thích Minh Tuệ xuất hiện trở lại và khỏe mạnh. Theo đó, sáng ngày 12 tháng 7, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhà sư Thích Minh Tuệ xuất hiện trở lại bên cạnh người em trai Lê Thịnh. BBC dẫn lời xác nhận của ông Lê Thịnh qua điện thoại cho biết nhà sư thật sự đã xuất hiện trở lại và khỏe mạnh. BBC cho biết nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội niềm vui mừng khi thấy sư Thích Minh Tuệ quay trở lại với chiếc lõi nồi cơm điện quen thuộc cùng bước đi thông dòng. Trước đó đã có những đồng đoán cho rằng sư Thích Minh Tuệ đã bị cơ quan an ninh bắt đi từ ngày 12 tháng 6 ở tỉnh Gia Lai. Theo BBC, hình ảnh sư Thích Minh Tuệ đi cất thật trên đôi chân trần đã trở thành một hiện tượng xã hội tại Việt Nam, là chủ đề tranh luận sôi nổi ở trên mạng xã hội. Và đây là hình bài trên BBC. Việc sư Minh Tuệ ngừng bộ hành vào ngày 3 tháng 6 để lại tiếc nói cho nhiều người, dù được cho là một việc được dự đoán sẽ phải xảy ra, theo nhận định của sư Thích Đồng Long nói với BBC từ Sài Gòn ngày 4 tháng 6. BBC liệt kê các sự kiện liên quan sư Minh Tuệ như sau, sau khi sư thích Minh Tuệ dừng đi bộ khất thực vào ngày 8 tháng 6, công an tỉnh Gia Lai đã trao căn cước công dân Lê Anh Tú, tên thật của nhà sư. Ngày 8 tháng 6, sư thích Minh Tuệ đã xuất hiện trong một video trên đài truyền hình Việt Nam VTV với nhan đề Thông tin xuyên tạc ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ. Vào ngày 10 tháng 6, sư thích Minh Tuệ đã về thăm cha mẹ tại tỉnh Gia Lai sau 6 năm. Ngày 12 tháng 6, nhà sư mất tích lần 2. Ngày 13 tháng 6, trước tình trạng nhiều người đổ về căn tròi nơi ông Tuệ ẩn tù, Công an tỉnh Gia Lai đã bố trí lực lượng tại các ngã đường qua thị trấn La Kha, huyện La Ray để kiểm soát tình hình. Vẫn theo BBC, sự nổi tiếng của sư Minh Tuệ đã chăm ngòi cho những tranh luận công khai về Phật giáo, đồng thời thúc đẩy sự quan tâm và phê phán của công chúng đối với các cơ sở Phật giáo được nhà nước công nhận. Bên cạnh những lời ca ngợi về sư Minh Tuệ, BBC dẫn bài bình luận gây tranh cãi của nhà báo Hoàng Hải Vân ngày 10 tháng 7 trên trang Facebook cá nhân cho rằng vị hành giả khất thực, không vô minh đến mức, không biết mình có rất đông công chúng. Ông không thể không biết mỗi một bước chân ông đi, mỗi một lời ông nói đều được đám đông tôn thành chân lý. Ông không thể không biết hành vi của ông được lòng rất nhiều người, nhưng cũng gây phiền nhiễu cho rất nhiều người khác. Và đây là hình bước chân sư minh tuệ bbc cũng dẫn phản bác của tác giả thái hạo viết trên facebook rằng thật khó hiểu ông minh tuệ một kẻ tứ cố vô thân chỉ có manh áo rách và cái lõi nồi cơm điện ngủ lang bên gốc cây nhà quan nghĩa địa một người đã luôn lặp lại rằng bản thân chỉ là phàm phu đang đi tập học ông hết sức biết thân biết phận và khiêm tốn sống không hại đến ai không nói xấu ai một mực luôn chúc cho người khác được hạnh phúc tốt đẹp dù họ có đánh có chửi mình nhưng sao lại có lắm kẻ ghen ghét, đố kỵ đến vậy? Không những vậy, người thô lỗ thì lòng lộn tức tối, hỏa bốc ra miệng không kìm được lời. Kẻ ranh mảnh thì dùng bút sắt bọc nhung, đâm người bằng chữ nghĩa, không biết ghê tai. Thật lạ lùng. BBC cũng cho biết, hiện chính quyền Việt Nam đang kiểm soát chặt chẽ thông tin liên quan đến nhà sư Thích Minh Tuệ. BBC nhắc đến việc, hai người dân ở tỉnh An Giang đã bị phạt tổng cộng 10 triệu đồng sau khi đăng video tảng đá có hình người giống ông Thích Minh Tuệ vào ngày 4 tháng 7. Hành động này khiến nhiều ý kiến cho rằng chính quyền đang tìm cách kiểm soát suy nghĩ, trí tưởng tượng của người dân rằng những dấu ấn về nhà sư dường như đang bị âm thầm tẩy trắng trên các phương diện khác, chẳng hạn trên sàn thương mại điện tử. BBC cho biết thêm, trang thương mại điện tử Shopee Việt Nam đang bị nhiều người phê phán vì không bán các sản phẩm có hình ảnh nhà sư thích minh tuệ. Trong các nhóm trên Facebook, một số người đã lên tiếng phê phán động thái của Shopee kêu gọi tẩy chay hay đánh giá một sao cho sàn điện tử này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sư Minh Tuệ xuất hiện trở lại sau lần mất tích thứ hai. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.